không phải vàng rồi ạ. Đúng không? Bình thường màu đen bảo nó giữ xe dễ chứ màu trắng mà giữ xe như này là rất hiếm rồi. Máy zin dạ, vâng cái ạ. Độ căng độ chất thì các anh em đúng chân không phải chê. Mà nhà em còn rất nhiều form dáng này nếu các bác có nhu cầu. Có bác các bác ạ. Đấy là những dòng xe kiểu quá anh là chiến lược Nguyên. Rồi. Vâng, đờ gì bên cạnh đây em sẽ sang đờ gì bên cạnh đây. 23.500.000 vào thẳng giá luôn để anh em cùng đi xem xe. Anh phải quay thật chậm nhá, hàng zin quay thật chậm để cho các bác nhìn. Đúng không ạ? Trục. Đúng không ạ? Hơi đuối nhưng hộp xích là zin. Đấy, anh em nhìn vỏ vành theo xe, chân nan theo xe này, đúng không ạ? Những cái nó đẹp nó mang lại đuôi, lườn đều ok hết, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn vòng. Ra máy còn. Đấy, những cái xe nó hợp lý mà nó vẫn còn được như này nữa là nó rất phù hợp cho bác nào đang nhu cầu về dòng Jim Việt đời đầu này nhá, những cái dòng Jim Việt gọi là Jim Việt 204, 205 rất phù hợp với những bác thích cái form dáng Jim Việt tầm giá hợp lý, tức là cái phân khúc hơn 20 triệu. Đấy, rất nhiều các bác hỏi. Đi làm đi ăn đây ạ. Biển số em nó là 33P3. Rồi. 5344 luôn cho các bác nha. Đăng ký được 207 cũng đã có một buổi live chi tiết rồi. 23.500.000 đúng không ạ? Bác nào mà đúng nhu cầu hãy liên hệ chốt trực tiếp trước Jim Việt, máy đanh máy chất, sếp em cũng like, có nhược điểm ồ cái này tí thôi. Đấy, chủ xe là máy. Các bác đi ăn đi làm này. Đúng rồi. Đó, có thể mua về giúp cháu nha, các bác thực sự đam mê Jim. Muốn một chiếc xe đi ăn đi làm vừa vừa phải tiền thì mua những cái này giúp cháu. Xem cả nắp bình xăng nữa. Em quá trình rửa. Wave SX đời 2022 luôn cho các bác nha. Mua mới nhá, em phải trao đổi một chút, dòng GX mới nó có giá không rẻ. Gần như là đứng đầu luôn, hết xăng rồi, khẳng định luôn. Vì dòng FI này đừng cố đề các anh em ạ. Khi hết xăng rồi mà mình cố đề nó sẽ gây ra hỏng bơm xăng. 350k một cái đấy, không rẻ. Hết xăng, đợi đổ xăng, bơm bằng điện tử thì nó sẽ nổ. Đấy các anh em ạ. Lốp còn zin, càng vành nan vàng trắng thì chính xác nhất, trắng toát luôn, đúng không? Càng đóng 2022 hết, nên các bác có thể tự tin luôn. Sơn zin luôn, tem nguyên bản, đấy ạ. Đấy, bản vành nan phanh cơ với những cái dòng này thì các bác có thể yên tâm. Thôi nếu như thế này giá em để hợp lý thôi, 17 triệu. Biển 29K2 ạ, 01705 luôn cho các bác nha. 17 triệu thôi, giá này các bác ơi, so với mới rẻ hơn 10 triệu, không phải ít đâu ạ. Em khẳng định luôn, dòng GX FI mà đời 2022 bây giờ, thôi 2024 đi cho nó dễ, đăng ký xong thì phải 25-27. Hết xăng rồi, tí nữa anh Đức đổ xăng vào nhá. Đây các anh em có thể kiểm tra, anh có thể soi anh em, em khẳng định luôn. Cùng lắc bình nhá, không có một tí gì chạy lên luôn. Đơn giản mà, dòng này nó lành lắm. Cam kết là máy móc nguyên zin. Xe đây từ tay nắm, cùi, phím, mặt hay là tay sách, những cái vị trí mà các bác cần phải thay thế nhiều nhất và sớm nhất thì chiếc này còn zin tất, Oppo, cao su, chưa có cái nào thay cả nhá. Nên là các anh em nhà mình nếu lấy cái chiếc này thì cũng chỉ đổ xăng là lăn bánh, tặng đôi gương kèm theo. 17 triệu. Đây là giá em đã gọi là cũng đau thấp nhất có thể rồi. Mua dạ, hợp vâng lý ạ. Thì cộng hợp lý cho các bác nhà mình thôi. Dòng Wave GX 2022 biển Hà Nội đúng không ạ? Đó, mặt cái anh Hùng Lê ơi. Vẫn lên còn một nhiều. Em dòng Noza Grande, thực ra là cháu thấy các bà, các mẹ hoặc là các ông các bà đi những dòng này là để chân quá là thoải mái đấy ạ. Máy một chiếc xe gọi là gia đình. Hàng gì? Dạ không ạ. Sơn, ôi bóc ni lông rồi. Quá đẹp. Quá đẹp rồi, để trần nhá, ấn mạnh cho cái nhà đang ra máy còn này. Đẹp. Các bác thấy có đẹp không ạ? Màu đỏ mận, rất là đẹp và màu sang. Màu đỏ đấy. Mận, vâng ạ. Biển em nó đến từ 47P1 ạ, 11869 luôn cho các bác nha, màu đỏ mận. Đó. Đẹp và rất là sang chảnh. Dành cho các bác nào mệnh hỏa mệnh thổ đây giúp cháu. Đấy. Đi được cũng hơn 10000 cây rồi. Win biển. Bảy. Yên rất là êm luôn cho các bác nha. À sorry, Grande biển 47 mãi Win quá, tập trung sang hẳn Win. Bảo sao mãi không tìm thấy chiếc Win biển 47 đâu trong nhà. Hóa ra là Win bị nhập tâm quá anh em ạ. Đấy. Rồi, em tìm lại nhà chiếc nhà mình còn con Win nào khác không chủ? Không, các bác nhỉ? Không còn chiếc đẹp được như vậy đâu các anh chị ạ. Hàng đẹp dạ, luôn vâng luôn ạ. Có số lượng có hạn, em phải khẳng định những chiếc xe cổ nó gần như chỉ có một, lâu lâu mới về thêm một chiếc thôi. Nên bác nào đúng chân thì đừng tiếc 1-2 triệu mà phí cái xe. Đây đây em khẳng định một lần nữa các bác nhé. Có anh Võ Văn Toàn hỏi con Jim đỏ bán chưa ạ? Con Jim vừa nãy là nhà cháu cũng cách chỉ chốt 90, bên em cộng 5, các anh em lấy là 95. Yêu cầu đặt cọc khoảng đâu đó 20 thì bên em sẽ nhập xe. Đấy phải báo cáo thẳng hoặc các anh em có thể đến trực tiếp xe nhá. Đấy để em trao đổi thế để anh em có thể nắm bắt được.
Dạ vâng, chút nữa nhà cháu sẽ lên con AB2010 màu trắng bên cạnh cho các bác nhé. Ồ, chiếc này rẻ thế nhờ, 2015 các anh ơi, 2015 để ra giá có 12.800.000. Có lạc giá không vậy ta? Rẻ ơi là rẻ, 12.800.000 à? Quá hợp lý. Đức Bảo cộng công dọn tầm 500. Đấy. 13.300.000. Anh em nào có nhu cầu thì hãy đến với một chiếc GLD yêu thương vô cùng. Giá này thì gọi là giá, giá này công dọn à? Thế là bao tiền? 500 đúng không? Ờ rồi ok, 500 là 13.300.000. Động cơ 125 các anh em ơi, rẻ lắm, rẻ thế này thì không có thể máy thế này mà đúng không ạ? Noza Grand rồi bác. Mỗi cái biển thôi, giá bằng Noza thường rồi. Động cơ 125 các anh em ạ. Thua mỗi biển chợ. Các bác ở trong ôi, miền Nam thôi. Bây giờ em thấy thời buổi này nhiều các bác cũng bảo là biển thì quan trọng gì đúng không ạ? Tao lấy xe chất tao đi chứ à. Biển thì để đấy chứ có gì ăn được đâu. Đây, đi xe em... nó có vẻ tốt hơn tí nào đâu, biển em đẹp. Này là các bác để đi đồ gia đình là đúng rất rồi. Thoải mái giúp cháu không nha. Không quan tâm đến biển, vẫn có luôn luôn một luồng khách cũng chỉ cần xe chất và rẻ và hợp lý. Còn biển thì phải riêng một các anh em nhánh khách yêu biển đẹp, yêu xe đẹp thì lại đi một hướng khác. Còn những bác nào không tập trung biển, 13.300.000 bọc yên này, yên này mới bọc đấy, câu chuyện bọc yên nó cũng không rẻ. Đấy, chắc là mới dọn cái đấy thôi, tay khách có lên. Còn tem Oppo hay là sơn thì nó đẹp để chân. Ok hết cho các bác nhà mình. 13.300.000 cũng gọi là đẹp, cầm khoảng cũng phải là được 8 điểm các bác. Em nó cũng xinh gái rồi. Cũng trộm vía là cháu thấy là giá rẻ cũng bất ngờ. Đức căn giờ theo giờ hay sao đúng không? Chú Hùng Hùng có hỏi là nhà mình con xin thái tem hồng được không ạ? Anh Hùng sáng Hùng em vừa lên chiếc đầu like, nhưng hình như có anh em cọc rồi thì phải 995. Vâng, hợp lý. Anh Võ anh Võ Xuân Toàn ơi, nếu mà anh ok về chỉ cái giá là 95.000.000 thì nhà em sẽ với đúng cả, rồi nhưng mà đấy cho em giúp 20.000.000 nha. Câu chuyện thì là các anh em phải đọc ở tầm khoảng vênh giá so với bên em giả ổn định thì bên em sẽ nhập về để phục vụ anh, gọi là đúng tranh tính chất đưa đò anh em nhá. Đây bác nào hỏi lết màu trắng mà bây giờ em mới lên được đây cũng là do gián đoạn chiếc Win và chiếc Acha, nhưng hàng vâng đẹp ạ, cái Acha vừa nãy là rất rất đẹp rồi. Các bác nào mà ưa thích có thể nhắn với bọn nhắn với cả bên online thì bên online sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác nha. Rồi. Nhà cháu sẽ lên cho các bác một em Everest màu trắng đời 2010, biển số là 30K9 ạ. 3272 cho các bác ạ. Hàng mới về đây rồi. Đức ơi, check giá cho nhờ một chút. Chưa nhận được thông tin giá chiếc này. Có. Đây để em kiểm tra máy. Gioăng xanh. Năm lan. Rồi, máy zin chuẩn rồi. Cứng cáp chứ đúng không anh em? Rồi, màu trắng đẹp thế này anh nào lúc ấy tinh mắt nhỉ, nhìn được. Zin càng này, zin vành này. Rồi. Em thì mới rồi. Nhưng mà nhìn nó vẫn đều được cái lớp sơn này, đúng không? Nhìn nó vẫn rắn giỏi, có spa này, sơn tem trang hồi zin nhá. Rồi. Mua 13.500.000, có dọn đẹp sơn si một chút không thể tránh được. Đấy. Vâng ạ, biển em nó là 30K9 3272 cho các bác đây ạ. Cộng cho anh em mình 2.000.000 thôi. Chưa vâng. Có bao dọn nhá, tiền đồ chắc là em nghĩ là mấy cái tay nắm hay mấy cái lặt vặt là có spa lại chắc vài 300 nữa. Thôi em cứ tinh thần là mua 13 năm cộng 2, 15 năm. Nhấn mạnh máy zin dòng xanh, đây các anh em cùng nghe máy này để thấy. Đấy. Cái tiếng đanh và tính chất của cái động cơ 110 FE zin nó khác hẳn hoàn toàn. Đấy. Đây là lên nhá, lên inox thôi chứ bản này là bản bản mạ chrome này. Tem sau là zin này, anh nhìn để chân vẫn còn này. Đó, ra máy thì có spa lại. Cái dòng xanh từ cái bực lát này các bác nhìn cái dòng trên này vẫn nhìn được đúng không? Nhìn được thấy rõ ràng. Đấy, xe cũng gọi là đấy, cũng gọi là trắng trẻo tương đối, gọi là ngon lành sạch sẽ để cho các bác sơi rồi. Màu trắng mà giữ được cái